Thưa quý vị, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng thời gian qua, hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư vào Đà Nẵng vẫn đạt kết quả khả quan, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế, đưa Đà Nẵng tiếp tục là địa phương hấp dẫn về thu hút đầu tư ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn FDI thu hút vào địa bàn thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm nay đạt 160,5 triệu đô la Mỹ, đứng đầu khu vực miền Trung. Tiếp đó là Thừa Thiên Huế 158 triệu đô la Mỹ, Quảng Trị 88 triệu đô la Mỹ, Quảng Bình 54 triệu đô la Mỹ, Bình Định 30 triệu đô la Mỹ, Quảng Ngãi 25 triệu đô la Mỹ, Quảng Nam gần 15 triệu đô la Mỹ và Khánh Hòa gần 8 triệu đô la Mỹ. Cái quá trình xúc tiến đầu tư của thành phố đã kéo dài trong một cái thời gian rất lâu và hôm nay thì đã có được những cái kết quả. Đây là kết quả của một cái quá trình rất là lâu dài, kiên trì của lãnh đạo thành phố cũng như các cái sở ban ngành trong vấn đề mời gọi các nhà đầu tư cũng như là tạo những cái điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư vào thành phố Đà Nẵng. Riêng khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm đã thu hút được 16 dự án, trong đó có 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký hơn 145 triệu đô la Mỹ, chiếm hơn 99% tổng vốn FDI thu hút vào thành phố Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2021 và 12 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 480 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã thu hút được 503 dự án đầu tư. Trong đó, có 373 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng và 130 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 1,9 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi cũng đề xuất với thành phố thì cũng có những cái phương thức xúc tiến đầu tư nó phù hợp với cái điều kiện trong cái thời buổi này. Thứ nhất là chúng tôi tăng cường đầu tư, xúc tiến đầu tư trên mạng thông qua các webinar. Thứ hai, chúng tôi cũng gắn kết với một số các cái tổ chức quốc tế như là ZSO, như là JICA, như là Phòng Thương mại Công nghiệp Đức, Phòng Thương mại Công nghiệp Mỹ hỗ trợ chúng tôi trong vấn đề tiếp cận trực tiếp với các nhà đầu tư. Ngoài ra, thông qua một số các cái công ty lớn đầu tư vào khu công nghệ cao như công ty Sài Gòn Tel, công ty Long Hậu, chúng tôi có cơ hội kết nối với các nhà đầu tư tìm hiểu môi trường đầu tư vào thành phố Đà Nẵng. Do đó thì chúng tôi cũng có những cái thuận lợi nhất định. Để thực hiện tốt mục tiêu kép và rút kinh nghiệm từ đợt dịch tại Bắc Ninh, Bắc Giang, các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã chủ động lên các phương án, chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng thực hiện phương châm 3 tại chỗ, ăn nghỉ tại chỗ, sản xuất tại chỗ, chống dịch tại chỗ. Ban quản lý cũng tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp tục triển khai các chỉ đạo của thành phố và Bộ Y tế về phòng chống dịch, đồng thời phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt, nhu cầu thiết yếu cho người lao động và hoạt động của doanh nghiệp.